Thưa quý vị, báo Nhân dân số hậu số ra hôm nay có bài viết xử lý nghiêm hành vi tiến công mạng cơ quan báo chí. Liên tục trong hai ngày vừa qua, thì một số cơ quan báo chí lớn đối mặt với các cuộc tiến công mạng khiến cho việc truy cập bị tê liệt trong nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tòa soạn và việc tiếp cận thông tin của độc giả. Nhất là khi một số cơ quan báo chí đăng tải các bài viết phản ánh hiện tượng lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn lệch truyền. Ở thực tế này đòi hỏi các cơ quan báo chí cần phải chủ động trang bị phương án, hệ thống kỹ thuật và lên kế hoạch ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất nếu có tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó cần phải xây dựng một cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan để hỗ trợ và bảo vệ an toàn an ninh mạng cho các cơ quan báo chí cũng như là bảo vệ an toàn cho những người làm báo chân chính. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì nhiều đường bay chở khách quốc tế bị tạm thời đóng cửa để có thêm doanh thu nhằm duy trì hoạt động sản xuất thì các hãng hàng không Việt Nam đã chuyển hướng sang vận tải hàng hóa. Bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Lao động số ra hôm nay. Các chuyên gia cho rằng về lâu dài các máy bay thương mại được tận dụng để vận chuyển hàng hóa khó hiệu quả. Bởi chở hàng dưới khoang bụng thì khối lượng lại không lớn, chỉ từ 2 đến 10 tấn. Trong khi đó việc bỏ bớt ghế trên khoang hành khách để chở hàng chỉ phù hợp với bối cảnh đại dịch khi mà chở các hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch, hàng viện trợ và phải xây dựng được mạng lưới logistic hàng không đủ lớn, trải đều ở các vùng miền. Nhân viên bán hàng người lao động tại các đơn vị sản xuất là lực lượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Vì vậy mà tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng này là nhằm giảm nỗi lo đứt gãy về chuỗi cung ứng, sản xuất hàng hóa. Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi đến chính phủ kiến nghị nên ưu tiên tiêm vaccine sớm cho người lao động tại các doanh nghiệp để không xảy ra chuỗi đứt gãy sản xuất, kinh doanh do dịch Covid-19. Kiến nghị này nhận được nhiều sự đồng tình từ các chuyên gia và doanh nghiệp bởi qua thời gian dịch bệnh cho thấy là vai trò to lớn của hệ thống bán lẻ trong việc cung ứng hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường. Bộ Công Thương thì cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo ưu tiên nguồn vaccine để tiêm phòng cho lực lượng thuộc hệ thống phân phối và bán lẻ ở trong nước. Mỗi năm thì hàng triệu giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp cho xe ô tô. Trong khi các dữ liệu đã được điện tử hóa, nếu giảm bớt được thủ tục này thì sẽ mang lại nhiều lợi ích và giảm chi phí cho cả cơ quan quản lý cũng như là chủ xe. Lợi gì khi bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô? Là bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo Giao thông số ra ngày hôm nay. Theo bài viết thì mặc dù xe ô tô đã có tem đăng kiểm trên kính, thế nhưng chủ xe vẫn phải kè kè thêm chứng nhận đăng kiểm chỉ để xuất trình lúc kiểm tra hoặc là đi đăng kiểm nên khá là phiền phức nhất là khi bị mất giấy chứng nhận đăng kiểm. Việc tiến tới bỏ loại giấy tờ này chủ xe sẽ tránh được rủi ro về mặt mất giấy tờ. Còn trung tâm đăng kiểm thì không phải in ấn rồi quản lý phôi giấy chứng nhận. Các trung tâm đăng kiểm đề nghị bổ sung mã vạch QR trên tem đăng kiểm. Khi mà kiểm tra thì lực lượng chức năng chỉ cần quét mã vạch để truy cập đầy đủ dữ liệu về phương tiện thôi. Để làm được việc này thì có lẽ là dữ liệu hồ sơ trực tuyến cũng cần phải bổ sung hình ảnh phương tiện. Sở xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương di rời người dân tài sản ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội. Vậy lối thoát nào cho chung cư cũ là bài viết được đăng tải trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.579 nhà trung cư cũ, có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối năm 1980. Trong đó có 200 nhà nguy hiểm cấp C, 137 nhà cấp B và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D. Việc cải tạo trung cư cũ thì còn nhiều khúc mắc được quy định bởi luật nhà ở. Ví dụ như là quy định không thể triển khai nổi, đó là phải có 100% dân cư đồng ý mới được cải tạo lại trung cư cũ các chuyên gia đề xuất là cần sửa đổi nghị định 101 theo hướng là chỉ cần 70% cư dân đồng ý là có thể thực hiện được công cuộc cải tạo lại chung cư cũ.